lộ diện những gương mặt đại diện cho đội tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games 32. Đến hè lại lên, chỉ còn một ngày nữa là cuộc đua giành huy chương của đội tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh. Vậy nên trong video lần này, hãy cùng Bóng Rổ TV điểm mặt qua đội hình chính thức của các chiến binh cờ đỏ sao vàng sẽ chinh chiến tại đấu trường Đông Nam Á. Trước hết là đội hình tuyển Nam, dẫn đầu bởi 3 vị huấn luyện viên vô cùng thân quen, bao gồm huấn luyện viên trưởng là ông Todd Purp, 2 vị huấn luyện viên phó sẽ là ông Hoàng Thế Vinh và ông Phan Thanh Cảnh. Về phía đội hình chính thức tham dự hạng mục 5x5, 12 cái tên được chọn mặt gửi vàng tại kỳ SEA Games năm nay sẽ bao gồm Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Võ Kim Bản, Corey Cilia, Dư Minh An, Đinh Thanh Tâm, Đặng Thái Hưng, Nguyễn Văn Hùng. Cái tên đầu tiên này chính là những thành viên vô cùng thân quen đã trải qua ít nhất một mùa giải cùng đội tuyển Việt Nam tại hai kỳ SEA Games gần nhất. Tiếp theo, những cái tên mới lần đầu khoác áo đội tuyển cờ đỏ sao vàng tại SEA Games sẽ là local MVP của VBA 2022 Huỳnh Vĩnh Quang, trung phong trẻ Minh Hiếu cùng với một cầu thủ gốc Việt đã không còn lạ lẫm với người yêu bóng rổ Việt Nam, đó chính là Richard Nguyễn Minh Tôn. Mùa giải SEA Games lần này vừa đánh dấu sự trở lại của Richard Nguyễn với bóng rổ Việt Nam sau mùa giải VBA 2021, cũng như đây là cơ hội chính thức để anh được cống hiến cho đội tuyển tại một kỳ SEA Games. Ngoài ra, mùa giải SEA Games 32 cũng sẽ đánh dấu sự trở lại của hai cầu thủ gạo cội đã từng một thời khoác áo tuyển Việt Nam tham dự SEA Games, đó chính là Tiến Dương và veteran Lê Hiếu Thành. Còn về phía đội hình 33 sẽ là bốn cái tên bao gồm đội trưởng Justin Young, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Võ Kim Bản. Mặc dù không tham dự 5 năm năm nay, nhưng Justin Young và Trần Đăng Khoa vẫn sẽ tập trung vào 33 với hy vọng để bảo vệ tấm huy chương bạc, cũng như là nuôi hy vọng đổi màu huy chương tại hùng 33 tại SEA Games 32. Đánh giá qua về đội hình Nam Việt Nam ở mùa giải năm nay, mặc dù đây không phải là đội hình mạnh nhất của chúng ta, nhưng đây sẽ là cơ hội tỏa sáng rất lớn cho các nội binh như Phú Vinh, Kim Bản, Dư Minh An. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu cũng như thể hình sẽ là ba vấn đề đáng quan ngại của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games năm nay. Về phía tuyển nữ, đội bóng sẽ được dẫn đầu bởi một vị huấn luyện viên hoàn toàn mới với bóng rổ Việt Nam, đó là ông Michael Olsen. Tuy nhiên thì dàn AC của ông Olsen vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc như Horace Nguyễn hay Chát Thị Nguyệt Nga đã từng tham gia cùng đội tuyển ở những mùa SEA Games trước. Về phía đội hình chính thức, 12 nữ chiến binh sẽ đại diện cho đội tuyển Việt Nam năm nay bao gồm Trương Thảo My, Trương Thảo Vi, Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Bùi Kim Nhạn, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Võ Thị Ngọc Hậu, Miley Cara Jones, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Đặng Thị Thúy Hằng, Bùi Thu Hằng và Trần Thị Yến Vân. Nhìn chung về đội hình nữ của Việt Nam năm nay, không có quá nhiều sự thay đổi khi bộ khung đội hình của năm ngoái gần như vẫn giữ được nguyên. Duy chỉ thiếu vắng đúng vị trí của tay ném gạo cội Trần Thị Anh Đào khi nữ cầu thủ này không thể tham gia thi đấu tại SEA Games vì lý do cá nhân. Nếu như năm ngoái chúng ta suýt chút nữa được chạm tay đến huy chương đồng hạng mục 5 năm hay huy chương vàng hạng mục 33, thì năm nay cơ hội tranh chấp vẫn là còn khi bộ ba Thảo My, Thảo Vi, Huỳnh Ngoan vẫn tiếp tục thi đấu. Năm nay sẽ là một năm rất đáng mong chờ của nữ Việt Nam tại đấu trường SEA Games với kỳ vọng giành huy chương cao.